Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Như vậy là em Roman vừa mới về tức thì. Đây là em màu xanh, xanh dương. Đấy, xanh tím chứ. Đây là dòng xe đạp hai thì của Mỹ, sản xuất năm 1924. Và dòng này nó đã bị tuyệt chủng. Mình dùng từ gọi là tuyệt chủng, có nghĩa là nó không còn trên thị trường nữa. Xe cũ cũng không có luôn. Thì Mỹ nó mới đặt hàng nước thứ hai sản xuất lại con này nguyên con. Thì cái con này là con sản xuất mới 100% nha, không có cái linh kiện nào là cổ hết. Có cái cục máy là của Nga, cục máy hai thì nó là cục máy KO của Nga sản xuất. Cục máy hai thì nó chạy xăng pha nhớt nha, hai thì nó là dòng xe đạp. Thì dòng này thích hợp cho anh em chạy buổi sáng uống cà phê, hoặc là chân trong tiệm cà phê, hoặc là chân trong tủ kính. Chứ còn con này mà đi xa thì hơi mỏi mệt. Hai thì mà đúng không, hơi mỏi mệt. Nếu ai đã từng đi dòng hai thì rồi hiểu, hơi mỏi mệt. Còn đi uống cà phê buổi sáng giờ chân trong tủ kính là tuyệt vời. Rồi ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn của chúng ta sẽ cùng với mình khám phá cái con Roman 1924 nha. Đây, một con xe phải nói là cực đẹp và cực lạ. Mình có thể cam đoan với các bạn là các bạn không bao giờ thấy nó chạy ở ngoài đường. Nhiều khi mình chạy vô nhà ông nào đó, mình thấy ông dựng trong nhà thì ok. Chứ mà chạy ngoài bon bon ngoài đường là không bao giờ thấy. Chắc luôn. Km của nó chưa chạy, chỉ mới có bao nhiêu? 20 cây thôi. Vận chuyển này là trong quá trình vận chuyển từ xe được, vận chuyển từ kho này qua kho kia. Đây là một con xe được làm mới hoàn toàn nha các bạn. Các bạn thấy cái cầm của nó. Đây, lốp nó xài lốp 26 nè. 225. Thông số lốp. Nó chạy với Kuro. À, đây là cái cục máy. Cục máy hai thì ở dưới nó có một cái bình cái ống bồ. Nhìn rất là dễ thương. Và đây bu di. Xăng trước thì nó dùng thắng. Đây là phần trên chuông, không làm hồ coi giờ, hồ km, không cái gương. Cái đây nó làm bằng đồng, nhìn cũng rất là dễ thương các bạn, nhìn rất là lạ nha. Đây cục máy KO nha, các bạn có thể tra trên mạng. Cục máy KO là của Nga sản xuất nha. Cục máy này hoàn toàn đặt từ Nga. Dạ lố. Dạ Sài Gòn anh. Dạ. Anh hỏi con đèn tròn hay đèn vuông? Dạ. Đèn vuông con nó bán rồi anh ơi. Dạ. Dạ không anh. Dạ. Này. Cái đó anh thường xuyên coi đây nha. Cái đó anh thường xuyên coi đây nha, video với Zalo giùm em share về em post lên cho nó. Rồi, chúng ta đã coi tổng thể con xe nha. Bây giờ mình sẽ mời các bạn coi chi tiết con xe nào. Rồi đây là cái cầm bao tay bên trái. Cái này là Amaya. Cái Amaya thì nó có thắng Amaya là đó. Để mình đi xe đạp mình thắng lại luôn. Hoặc là cái lúc mà mình nổ máy á, mình muốn giữ máy luôn mà mình không muốn tắt máy là mình khóa như thế này. Là máy sẽ nó nổ hoài. Khi nào mình cả tắt thì mình sẽ buông ra. Đây có một cái chuông bằng đồng. Nghe âm thanh rất là vui tai. Nó trang bị sẵn cho mình một cái đồng hồ coi giờ, cũng hiệu Roman luôn. Đồng hồ. À, có cái chúng ta thấy cái phần cổ ghi đồng rất là lạ, nó bằng đồng luôn nha. Cầm tay. Thắng. Đây tay thắng. Là một cái kính chiếu hậu.
Rồi. Hoàn toàn là bình đồng hết. Nào là cái bình xăng. Bình xăng thì nó là một cái hộp tách rời ở trong một cái khung sườn ở đây. Đây là cái nắp xăng. Sẽ dặn nắp xăng. Cái nắp xăng nó dặn ra chứ nó không có cái kiểu kia giống như mình nha. Đây. Đây nó có rô. Và xe 2 thì xăng qua nhớt thì tỷ lệ pha là 5 lít xăng 1 lít 1 xị nhớt. 5 lít xăng là 1 xị nhớt. Chúng ta có cái phần đồng hồ lò xo. Cái đây là cái đèn pha trước. Nó cũng bằng đồng luôn. Nó làm bằng đồng luôn. Và chúng ta bóp vô đây thì cái đèn nó sáng. Có công tắc, ở đây nó có công tắc. Thôi giờ. Đây, con tắc nhỏ ở đây. Bấm nó vô thì nó sáng. Đó. Nó xài led nha. Chúng ta thấy cái cặp phột trước của nó. Đây nó xài đĩa. Xài thắng này, giống thắng của xe đạp. Và trên đây các bạn thấy nó xài nguyên một dàn cầm rất là đẹp. Đuối luôn. Cầm mà đếm mệt nghỉ luôn nha. Đấy. Xài đèn led nè các bạn. Trong đây xài dương pin trong đây nha. Bỏ dương pin tiểu thôi chứ nó không có gì phức tạp hết. Nên có một cái mạc, cái thương hiệu Roman đây. Đó là thương hiệu Roman. Chúng ta tiếp qua coi cái cục máy nè. Đấy, cục máy này sản xuất mới hoàn toàn 100% chứ không phải là cục máy xài rồi nha. Cái bô. Đây là cái giò đạp. Bàn đạp, đây là giò đạp. Tất cả những chi tiết trên xe đều là mới hết. Và con này chưa có chạy ngoài đường nha, chỉ chạy trong nhà mình thôi. Cái bồ. Đây là cái hộp đồ nghề. Bây giờ trong cái hộp đồ nghề này, đây là xe mới thùng. Hãng nó cho mình một cái bình. Đây, một bình nhớt để pha vô xăng. Nhớt hay thì nha các bạn. Rồi cái hộp đồ nghề kìm dao cua béo gì đây, bấm kìm khóa gì đây, nằm hết trong đây ha. Giấy gì đây, wow, giấy cái tên của cái sản xuất hả, nó nói thông tin lắp ráp còn tiếng gì đây không trời. À, nhưng dẫn cấp mình là lắp ráp. Đây là cái lúc mà nhập xe về là xe nó chưa có ráp nha, về bên đây bên mình mới ráp vô. À, từ hướng dẫn thôi. Nó giống như là cái quyển sổ hướng dẫn sử dụng của xe mới. Để bỏ cái này làm kỷ niệm. Bỏ nó làm kỷ niệm nha. Cái túi da này là zin theo xe luôn nha các bạn. Đặc biệt cái túi da zin theo xe. Rồi. Đây là cái cặp tay. Nó chạy hệ thống dây cua rô. Dây cua rô nó truyền động vào trong này. Amaya. Chúng ta có cái chống đứng. Chống đứng nhìn rất là dễ thương, nhìn rất là ghét nha. Phía sau thì có một cái đèn cảnh báo. Chạy pin luôn. Giờ cái yên đó mà yên da. Đúng thương hiệu Roman luôn. Đây. Đây là cái dĩa phía bên. Nhìn rất là đẹp các bạn. Xe này tuyệt vời. Alo. Dạ hết rồi anh, không còn bán cầm số 7 nữa. Dạ. Dạ alo. Xe gì anh? Dạ không anh, vì bao làm gì có 150, 150 có xe Trung Quốc. Dạ.
Dạ 125 không có em. Có 2,5 à. 125 thì có CD. 125 thì có CD, 125 còn rebel thì có 2,5 thôi. Dạ ngay chợ Bình Triệu anh. Dạ đúng rồi. Dạ con, hai con. Dạ ngon, bao ngon. Đầy đủ anh. Ok, bây giờ mình sẽ thử xe nha. Hai bạn yêu dấu quay và mình chạy thử xe. Sơn. Mới lượm được em xe đạp. Xe đạp đi. Ờ. Cái hàng hiếm thành công. Quay hả? Quay thôi. Quá đỉnh luôn. Quá đỉnh. Đứng là đúng người chỗ. Cách vận hành của xe này thì nó cũng đơn giản thôi bạn. Ở đây chúng ta có một cái tay côn, thì khi chúng ta chạy, khi nếu mà chúng ta dắt là nó dính côn, nó giống là cái côn bình thường, mình không có dắt được, mình sẽ bóp côn lại thì mình sẽ dắt được. Khi mình bóp côn lại thì mình sẽ vận hành nó giống như là một chiếc xe đạp, không liên quan gì tới chiếc xe máy hết. Khi chúng ta thả tay ra thì nó sẽ giống như là chiếc xe tay côn bình thường. Bây giờ đầu tiên là nó có hai cách để chúng ta nổ máy lên. Một là chúng ta đứng ngay tại chỗ chúng ta nổ máy, hoặc là chúng ta chạy xe lấy trớn rồi chúng ta nổ máy. Giờ mình sẽ làm cách đầu tiên là nổ máy ngay tại chỗ. Thì chúng ta sẽ cho xe dựng đứng lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ bóp côn. Bóp côn lại, đạp cho lấy trớn. Sau khi nó có lấy trớn xong chúng ta bung tay côn ra để lấy, để cho máy nó nổ. Nó không có thế. Thôi để mình chạy đi cho nó chắc. Rồi chúng ta sẽ chạy lấy trớn xong đó chúng ta sẽ thả côn ra là máy sẽ nổ nha. Cách vận hành của nó rất là đơn giản nha các bạn. Xe rất là lạ, dành cho những ai mà mua con này về chân tu kính thì tuyệt vời, quá đẹp phải không các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nha.